Vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả anh em nhé. Thì hôm nay sáng ngày 5 tháng 12 nha các bác, và cũng như là chủ nhật cuối tuần, thì chúc tất cả bác một ngày nghỉ thật là vui vẻ nha. Thì hôm nay thì Quốc Hùng về được một số bao đáy Mỹ để phục vụ tất cả các bác đây. Đó, thì hôm nay thì em về được là những dòng bi quay Crown và Intercity. Bi quay thì có rất nhiều mã khác nhau, đời mã là 1200X nha bác, dòng hết số của đời X đó. Đời X là nó hết số rồi, cực kỳ là khống, chạy là 32 con sò sắt, công suất rất là lớn đó. Và 1000X đấy, 1000X thì bên em cũng có là hai con 1200, hai con 1000 đấy, hàng rất đẹp nha bác nhé, hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng về rồi em chưa vệ sinh, để đó rồi vệ sinh rồi quay chi tiết cho tất cả bác sau. Đó là hai, về được là 7 con, tổng cộng là 7 con 1800G. Thì hôm trước các bác nào mà dặn em á 1800G thì liên hệ lại nha, với lại những cái dòng 1200X với 1000X đó. Thì mà về được là 7 con nha bác, 7 con cực kỳ là đẹp luôn nha. Một chiếc bao Intercity, hàng này thì có con này thì có hai đồng hồ VO, cực kỳ là đẹp. Chiếc bao này cũng dạng thuộc dạng bao hiếm nha bác, Intercity nha. Đấy, bao này đánh rất là hay, chắc âm cực kỳ hay luôn. Hôm lâu lắm rồi, trước rồi thì em có bán được hai con về là bay ngay. Đợt này thì về được một con nữa này, Intercity ML5L nha. Con này các bác tra lên tham khảo trên YouTube và Google, được anh em đánh giá con này cực kỳ là hay. Và một con Crown C2000, anh em lại tiếp tục về một con nha. Và một con Classic Pro 4 kênh, Classic Pro 4200 nha bác, 4200 CB, 4200 dòng 4 kênh nha. Hàng này về chưa vệ sinh nha. Đó, chưa vệ sinh nha bác. Con này mặt vàng gold cực đẹp luôn. Và trong những sản phẩm này thì đã có 3 sản phẩm là được chốt rồi. Đó là một con 1200, một con 1000 và một con 800G. Thì mấy cái này thì khách cọc trước rồi nha bác. Hôm trước em có hàng đó mà đăng lên cái rồi bán rồi, cái mấy bác gọi lại hối nhưng mà nó bên em hết hàng rồi. Thì các bác cọc để đặt trước, thì hôm nay thì hàng nó về thì em vệ sinh rồi giao luôn cho tất cả bác. Thì hàng thì chỉ còn lại là một con 1200 này, một con 1000 và 6 con là 1000G. Với lại mấy con này thì bắt đầu có nhu cầu chốt sản phẩm thì liên hệ với Quốc Hùng. Ba sản phẩm đã có chủ nha bác nha, 1200, 1000 và 1800G nha. Hôm trước các bác dặn em những cái dòng này nhiều lắm, thì nói chung là bác nào mà trước có hối về những dòng sản phẩm này thì alo lại em, rồi em tại vì các bác cũng báo lưu số điện thoại lại để hàng khi nào hàng về mà alo cho các bác. Thì nói chung nó nhiều quá thì em chưa kịp lưu, thì khách gọi thì nó trôi đi, không biết cái số nào của bác nào luôn. Các bác mà có xem kênh, đăng ký kênh thì bác xem được clip này thì alo lại giúp em. Đấy, rất ok nha bác nha, bên em tiến chọn về thì hàng đẹp cho bác nha. Đây, cục vang ok rồi. Đó là những sản phẩm và số điện thoại của em là 0363648707 hoặc là 0393410459, bác nào chốt thì liên hệ. Rồi, em sẽ có cái clip báo giá sau cho tất cả anh em nha. Đấy, có clip báo giá sau cho tất cả anh em về chi tiết từng con. Đấy, bác nào chốt thì cứ liên hệ trước đi, rồi thì em sẽ báo giá cực kỳ tốt cho anh em. Rồi, em xin chào toàn thể tất cả các bác nha, và em xin kết thúc video tại đây.